Chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Con yêu dấu, cha luôn ở bên con. Khi khó khăn gõ cửa, hãy nhớ rằng cha sẽ dẫn dắt con vượt qua chúng. Khi con cảm thấy mình không còn gì, hãy tin rằng cha sẽ chu cấp cho con. Đối mặt với những trở ngại tạm thời bằng một trái tim dũng cảm, biết rằng cha đang nắm tay con từng bước đi. Niềm tin không lay chuyển của con vào cha là minh chứng cho sức mạnh bên trong con. Nếu con thật sự tin tưởng, hãy đứng thẳng và đối mặt với những thử thách không ngần ngại. Cha sẽ lấp đầy trái tim con bằng sự can đảm và tự tin để vượt qua mọi chướng ngại vật. Cha hứa sẽ dẫn dắt con đến nơi thịnh vượng, nơi phước lành tuôn chảy dồi dào. Hãy tập trung vào con đường cha đã vạch ra cho con. Đừng để những lời đe dọa, giống tuếch hay sự phân tâm làm con chệch hướng. Hãy nhận biết sự hiện diện của cha trong cuộc sống con hôm nay và mỗi ngày. Hãy tuyên bố to rằng, con tin vào Ngài, Chúa yêu thương của con. Ngài là người chăn dắt con và với Ngài, con sẽ không bao giờ thiếu thốn gì. Dù cho mặt đất dưới chân con có rung chuyển, hãy biết rằng cha sẽ mang lại cho con những dòng nước êm đềm và những đồng cỏ xanh tươi để nghỉ ngơi. Cha sẽ nuôi dưỡng tâm hồn con bằng sự ngọt ngào từ thiên đàng và dẫn dắt con trên những con đường công chính. Với tình yêu của cha bao quanh con, không có lý do gì để sợ hãi. Đây là sự thật con giữ gìn, một niềm tin mạnh mẽ và không thể lay chuyển sẽ nâng đỡ con trong những ngày tăm tối nhất. Trước những nghịch cảnh khắc nghiệt nhất, niềm tin của con vào cha sẽ vẫn vững vàng trong khi kẻ thù của con có thể bị bối rối. Cha sẽ ban cho con sự bình an và thịnh vượng. Những lời dạy và sự hướng dẫn của cha sẽ khích lệ con và khuôn mặt con sẽ rạng rỡ với sự sức dầu từ thiên đàng. Sự tốt lành và lòng thương xót sẽ là bạn đồng hành không ngừng của con và lời cha sẽ nói trực tiếp vào trái tim con. Con sẽ sống trong sự hiện diện của cha suốt cả cuộc đời con. Tin tưởng không phức tạp như con nghĩ. Nó đòi hỏi một trái tim khiêm nhường và đơn giản để nhận ra rằng con là con người và không thể đối mặt với mọi thứ một mình. Sức mạnh của con, dù đáng ngưỡng mộ, cũng có giới hạn, nhưng cha ở đây để củng cố con. Khi con cảm thấy muốn từ bỏ, cha sẽ nâng con lên trong vòng tay cha và mang con đến đích. Khi lo lắng cố gắng chiếm lấy, cha sẽ ban bình an cho tâm trí con và thanh thản cho trái tim con. Dù kẻ thù bao quanh và cố gắng làm con sợ hãi, hãy biết rằng con không bao giờ đơn độc. Cha sẽ luôn ôm con trong tình yêu của cha và là chiếc khiên bảo vệ của con. Cha sẽ giơ cao gươm của mình và bảo vệ con khỏi những thử thách của thế gian, ban cho con sự nghỉ ngơi cần thiết. Con sẽ bước đi với sự tự tin, nụ cười trên môi phản ánh sự bình an bên trong. Người khác sẽ thấy khuôn mặt con rạng rỡ và con sẽ tự hào tuyên bố rằng Chúa toàn năng của con, Cha Thiên Thượng yêu thương con, bảo vệ con và chăm sóc con. Trong Ngài, con đặt trọn niềm tin. Hãy vững lòng, con yêu dấu. Hôm nay đánh dấu một khởi đầu mới, một ngày đầy những phước lành lớn lao. Hãy nhớ rằng cha là người chăn dắt con và con sẽ không thiếu thốn gì. Cha là đấng chu cấp của con và mọi thứ con cần trong cuộc sống sẽ sớm thuộc về con. Cha là đấng chữa lành của con, che chở con trong tình yêu của cha và ban cho con sự chữa lành.
Cha là người bảo vệ của con, che chở con dưới đôi cánh của cha, nơi con sẽ tìm thấy sự an toàn và bình yên. Lời cha là chân lý và những lời hứa của cha là chắc chắn. Tất cả những điều tuyệt vời mà cha đã nói và hứa với con sẽ trở thành hiện thực vì cha là Chúa và cha không nói dối. Cha sẽ thực hiện những gì cha đã nói và dẫn dắt con bằng tay cha trên con đường mà cha đã chọn cho con. Trong mọi khoảnh khắc và mọi tình huống, cha luôn ở bên con, dù cho những thử thách con phải đối mặt có vẻ không thể vượt qua. Ngay cả khi con tin rằng một phép lạ là điều không thể, hãy đặt trọn niềm tin vào cha. Hãy giao phó mình cho cha và cha sẽ luôn ở bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ con. Cha đã cho con thấy tình yêu của cha ngay cả trong những ngày tăm tối nhất khi con nghĩ rằng tội lỗi đã tách rời con khỏi cha. Khi mọi người khác rời bỏ con, khi có người chỉ trích, làm tổn thương, khinh miệt và làm đau đớn tâm hồn con, nói những lời thất bại về con, cố gắng nguyền rủa con, hủy hoại con và cướp đi phước lành của con. Khi con cảm thấy choáng ngợp và nghĩ rằng mình có thể chết, cha đã làm những gì mà cha sẽ luôn làm. Cha đến bên con với sự thấu hiểu, ân sủng, tình yêu, sự tha thứ và sự dịu dàng, nâng con ra khỏi hố tuyệt vọng một lần nữa. Đừng nghi ngờ hay mệt mỏi. Hãy tuyên bố bằng chính miệng mình rằng con sẽ tin tưởng vào cha dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Con sẽ chiến thắng trong mọi nỗ lực của mình từ bây giờ và mãi mãi. Cha yêu con sâu đậm. Khi con quỳ gối cầu nguyện một phép màu, khóc lóc đôi khi với những giọt nước mắt và tiếng nức nở, tìm kiếm một câu trả lời từ cha, hôm nay cha đến để nói với con những gì cha sẽ làm. Cha biết hôm nay là một ngày đầy thử thách đối với con, nhưng cha ở đây để ban sức mạnh cho con. Hãy lắng nghe kỹ lời cha và để chúng bám rễ vào tâm hồn con. Trái tim con sẽ nhảy lên vì vui sướng vì cha nói với con một cách chắc chắn rằng phép lạ mà con đã cầu nguyện sẽ sớm trở thành hiện thực. Những điều con đã chiến đấu vì chúng, nhưng chưa thấy được sẽ sớm trở thành hiện thực. Con đã vượt qua thử thách và chứng tỏ mình đã sẵn sàng. Con đã chờ đợi đủ lâu. Cha đã nghe lời cầu nguyện của con và tiếng nói của con là âm nhạc đến tai cha. Cha đang sắp xếp các sự kiện và hoàn cảnh để mọi thứ hoạt động có lợi cho con. Cha sẽ ban cho con những mong muốn của trái tim con. Những thất vọng sẽ tan biến khi cha loại bỏ mọi sự thiếu hụt khỏi cuộc sống của con và những người thân yêu của con. Cha sẽ chữa lành mọi bệnh tật và chữa lành mọi đau đớn. Đức tin của con đang sinh hoa trái và con sẽ sớm chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc bằng chính đôi mắt của mình. Cuối cùng, con sẽ nhận ra và hiểu giá trị vô cùng của con trong mắt cha, ngay cả trong những khoảnh khắc buồn bã khi con nghĩ rằng con yêu dấu, cha không yêu con hay muốn ban phước lành cho con sao? Hôm nay, con sẽ cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu cha trong trái tim mình. Cha đã định và nó sẽ xảy ra. Điều đó đã được hoàn thành và tuyên bố trên thiên đàng. Những gì cha đã nói với con sẽ thành hiện thực. Không kẻ thù nào chống lại cha có thể ngăn cản được. Cha sẽ ban cho con sự bình an và hạnh phúc, và những phước lành của con sẽ đến. Hãy vui mừng và bước đi với nụ cười trên khuôn mặt. Tiến về phía trước với sự tự tin và để người khác thấy niềm vui trong từng bước đi của con. Hãy luôn thẳng tiến và không lạc lối. Nuôi dưỡng tâm hồn con bằng lời cha và vâng lời cha để con không yếu đuối. Tình yêu của cha dành cho con là vĩnh cửu và sự bình an cha ban cho con là bền vững. Sức mạnh mà cha cung cấp đủ để đối mặt với bất kỳ xung đột hay thử thách nào. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi những người cha yêu thương và con biết điều đó rất rõ. Hãy nói với cha rằng con sẽ có niềm tin. Hãy nói rằng con tin vào cha. Cha sẽ biến những vấn đề của con thành những phước lành. Đừng chịu đựng, đừng khóc. Hãy dành một chút thời gian chú ý và nhận lấy lời chữa lành này. Đừng để những lời nói dối của kẻ thù xâm nhập vào tâm trí con và làm con cảm thấy không xứng đáng. Hãy nhìn xa hơn hoàn cảnh hiện tại với đôi mắt đức tin.
hãy nhớ lại tất cả những gì cha đã nói với con, rút ra những lời hứa đó từ trong tâm hồn và tuyên bố chúng ra trước gió. Kẻ thù sẽ đầy sợ hãi khi thấy con đã được biến đổi và đã kháng cự lại những cuộc tấn công của nó. Hắn biết rằng hắn không bao giờ có thể đánh bại con. Hãy áp dụng niềm tin của con vào mọi việc con làm mỗi ngày, công việc, kế hoạch, gia đình. Trong lời cha, con sẽ tìm thấy sự hướng dẫn cho mọi tình huống con gặp phải trong thế gian này. Sẽ có những rắc rối, nhưng hãy tin rằng không xung đột nào có thể làm con gục ngã. Cha đã thổi vào con một tinh thần trách nhiệm lớn lao. Sự ảnh hưởng của con có thể mang lại sự cứu rỗi và phước lành vĩnh cửu cho gia đình con. Những vấn đề con thấy sẽ biến mất, tan biến khỏi tầm nhìn của con. Đừng đi tìm chúng vì con sẽ không tìm thấy chúng. Thay vào đó, hãy tập trung vào những điều thực sự quan trọng, những điều sẽ xây dựng cuộc sống của con trong gia đình, mang lại những trái ngọt sẽ nhân lên trong ngôi nhà của con. Cha đã chọn con để chứng kiến sức mạnh siêu nhiên của cha, để thấy những phép màu kỳ diệu. Con sẽ bước đi trên rắn và bò cạp và không có gì làm hại con. Hãy can đảm và đối mặt với cuộc sống với sức mạnh mà lời cha mang lại. Làm việc chăm chỉ và nếu con thấy mình không có việc làm, hãy bước ra với niềm tin và tìm một công việc. Đừng từ chối bất kỳ cơ hội nào dù có vẻ khiêm tốn đến đâu. Ở bất cứ nơi nào con làm việc với sự cống hiến, cha sẽ làm cho con thịnh vượng, làm đầy kho dự trữ của con với sự phong phú. Cha sẽ ban cho con nhiều điều đẹp đẽ và thánh thiện. Hãy đứng dậy, con yêu dấu. Cha muốn thấy tia sáng trong mắt con. Hãy bước đi với sự tự tin, biết rằng một bước nữa trong đức tin sẽ làm rẽ đôi biển trước mặt con. Kẻ thù của con sẽ bị đánh bại vì chiến thắng của cha là chiến thắng của con. Chiến thắng của con mang lại vinh quang cho cha. Sự biết ơn của con làm cha cảm động và thúc đẩy cha ban phước lành cho con nhiều hơn nữa. Hãy nói rằng con tin và chờ đợi với niềm tin vào tất cả những phước lành sẽ sớm thuộc về con. Nỗi đau của con sẽ được đội vương miện chiến thắng. Cha thấy nỗi đau của con và cha ở đây để chữa lành nó. Con yêu dấu, cha biết cuộc hành trình của con không dễ dàng. Có những ngày cuộc đấu tranh dường như không bao giờ kết thúc và nỗi đau thì không thể chịu đựng nổi. Trong những khoảnh khắc tuyệt vọng, khi nước mắt tuôn rơi, hãy biết rằng nỗi đau của con đã đến tai cha. Hãy can đảm và để nụ cười trở lại trên khuôn mặt con vì niềm tin không lay chuyển của con sẽ tỏa sáng. Mùa tang tóc sẽ sớm chuyển thành mùa vui mừng. Cha đang bao bọc con trong tình yêu và sự chăm sóc dịu dàng của cha. Những ai thấy sự biến đổi trong con sẽ ngạc nhiên vì họ chưa từng chứng kiến một phép lạ đáng kinh ngạc như vậy. Những người đã quay lưng lại với con sẽ trở lại với lòng ăn năn, tìm kiếm sự tha thứ của con vì những gì họ đã làm sai với con. Hãy gặp họ với tinh thần khiêm tốn và rộng lượng, buông bỏ mọi cay đắng và tránh khơi lại những lời nói đau đớn của quá khứ. Cha đang xóa đi những ký ức đau đớn đó khỏi tâm trí con. Cuộc sống của con mới chỉ bắt đầu. Hãy sống nó với hy vọng và sự tự tin. Nếu con thật sự tin rằng không có gì là không thể đối với cha, thì hãy bắt đầu mỗi ngày với niềm tin. Bắt đầu từ bây giờ, cha đang thay đổi mọi thứ xung quanh con, suy nghĩ của con, lời nói của con, tinh thần của con, cách con tương tác với người khác và cách con yêu thương những người thân cận. Tất cả đang được đổi mới. Cha đang uốn nắn lại trái tim con, làm cho nó dịu dàng và tràn đầy tình yêu một lần nữa. Cha đã chuẩn bị một nơi đặc biệt trong đó để con có thể yêu thương sâu sắc trở lại. Nhưng cha cũng ban cho con sự phân biệt để bảo vệ trái tim mới này một cách cẩn thận. Hãy cẩn thận và đừng giao trái tim con cho bất kỳ ai chỉ vì họ tử tế với con. Con đã trải qua nhiều nỗi đau trước đây và cha muốn bảo vệ con khỏi những vết thương khác. Cảm nhận điều đó ngay bây giờ. Trái tim con như một đứa trẻ ngây thơ và tin tưởng. Cha mong con biết hoàn toàn tình yêu của cha, không nghi ngờ, không xấu hổ hay phán xét. Nếu còn điều gì con cần buông bỏ, bây giờ là lúc để đặt xuống.
con cần không bị cản trở và không vướng bận để bước vào tất cả những điều tốt đẹp đang chờ đợi con. Hãy đối mặt với thách thức này. Cha muốn cuộc sống của con thể hiện sức mạnh của cha để những người xung quanh thấy được cha có thể làm gì cho người theo cha với niềm tin chân thành và tinh thần trong sáng. Cha hứa rằng tình yêu của cha sẽ cháy sáng trong trái tim con cả ngày lẫn đêm. Chào mừng con đến với một cuộc sống mới đầy niềm vui và phước lành. Hãy tin rằng quá khứ đau buồn sẽ phai nhạt. Nỗi buồn bao trùm những ngày của con sẽ sớm tan biến, không bao giờ trở lại. Những suối nguồn vui mừng và mãn nguyện sẽ trào dâng từ tâm hồn con. Hãy dựa vào khả năng của cha để làm những điều không thể. Hãy vững tin vào điều này. Trong thế giới này, con sẽ không bao giờ bước đi một mình. Tình yêu của cha sẽ luôn bao quanh con, cả ngày lẫn đêm. Con yêu dấu, cha gửi cho con thông điệp này mỗi ngày để linh hồn con hoàn toàn tin chắc rằng có một Đức Chúa Trời trên thiên đàng luôn dõi theo con, che chở con khỏi mọi nguy hại, nhìn con với tình yêu sâu sắc nhất và bao quanh con với sự chăm sóc dịu dàng. Hãy tuyên bố những sự thật này lớn tiếng và dũng cảm, thiền định về những lời này thường xuyên vì cha muốn toàn bộ con người con có niềm tin và tin tưởng tuyệt đối. Hãy tin rằng tình yêu của cha dành cho con là thật và không thay đổi. Hãy thể hiện đức tin của con ngay bây giờ, đối mặt với thử thách và lo âu. Khi mọi hy vọng dường như biến mất, hãy nhớ rằng cha đang yêu cầu con tin tưởng. Hãy mang những yêu cầu của con đến cha và cha sẽ trả lời. Hãy yên tâm rằng cha sẽ đáp lại lời cầu nguyện của con và hãy tin tưởng những ước mơ, những khát vọng của trái tim, những hy vọng và kế hoạch của con cho cha. Cha sẽ dẫn dắt những bước đi của con. Cha sẽ không rời xa con dù chỉ một khoảnh khắc, không gì có thể làm cha phân tâm hay rời mắt khỏi con. Hãy kêu lên cha mỗi khi con cần và cha sẽ ở đó, sẵn sàng lắng nghe. Khi cuộc sống trở nên quá tải, hãy tìm sự an nghỉ và an ủi trong sự hiện diện của cha. Cha luôn ở đây để xoa dịu nỗi sợ hãi của con và làm con tràn đầy bình an. Đừng nghĩ rằng cha xa xôi và không thể với tới, con được yêu thương và quý giá trong mắt cha. Khi con đi qua những ngày của mình, hãy nhìn lên bầu trời trên cao. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời và vẻ đẹp của những đám mây là lời nhắc nhở về con có ý nghĩa như thế nào đối với cha. Đừng bao giờ quên rằng với đức tin và sự tin tưởng vào cha, không gì là ngoài tầm với. Hãy mở tay để nhận lấy những phước lành có sẵn cho con hôm nay, bình an, tình yêu, sự bảo vệ, tha thứ, hiểu biết, tình cảm, kiên nhẫn và an ủi. Hãy biết rằng cha sẽ chuyển cả trời và đất để con có được bình an, mạnh mẽ khi đối mặt với khó khăn và tràn đầy lòng can đảm không lay chuyển. Sợ hãi sẽ không chiếm được con. Con sẽ thức dậy mỗi buổi sáng với sức sống mới và một quan điểm mới. Hãy tiếp tục tiến lên và leo lên ngọn núi đó. Dù cuộc sống có đặt ra những trở ngại gì trên con đường của con sẽ vượt qua chúng. Đây là lý do tại sao con phải tự tin và tràn đầy đức tin, liên tục nuôi dưỡng tinh thần của con bằng lời cha và khơi dậy những món quà thiêng liêng mà cha đã đặt trong con. Những phước lành sẽ tràn ngập, cho phép con trở thành phước lành cho người khác. Kẻ thù của con sẽ nhìn thấy con và chạy đi nơi khác vì chúng có thể thấy các thiên thần của cha bao quanh và bảo vệ con từ mọi phía. Những quyền lực của bóng tối sẽ không dám đối đầu với con. Đây là tầm cao tâm linh mà cha sẽ nâng con lên. Hãy đến gần cha khi con nghe giọng nói của cha hôm nay và lắng nghe nó một lần nữa vào ngày mai. Hãy nhận lấy thông điệp này liên tục để cha khắc nó vào trái tim con. Cha mong muốn những lời này thấm vào tinh thần con với sức mạnh không lay chuyển. Khi con đặt đầu xuống ngủ đêm nay, giọng nói của cha sẽ an ủi linh hồn con một lần nữa. Cha sẽ gặp con trong những giấc mơ, tiết lộ những kế hoạch vĩ đại và những phép lạ lớn lao cho cuộc đời con. Hãy đứng dậy và bước đi với mục đích và niềm tin. Thành công và phước lành dồi dào đang chờ đợi con. Cha sẽ ban cho con sự khôn ngoan siêu nhiên.
Cha sẽ đặt con vào sự đồng hành của những người sẽ giúp con tiến bộ. Những cơ hội mới sẽ xuất hiện, hãy nhận ra giá trị của từng cơ hội đó. Hãy tận dụng đà này để khởi động những dự án mới, tập trung vào việc phát triển và học hỏi. Cha muốn thấy con tiến bộ trong cuộc sống tâm linh, nhưng kiến thức và kỹ năng của con cũng nên tăng lên. Hãy chú ý đến những gì cha đang nói với con. Hãy sẵn sàng, con và những người thân yêu của con, vì cha sẽ đưa con đến những nơi không quen thuộc, nơi con sẽ giao tiếp với những người khác biệt với con. Con sẽ đạt đến những chiều cao và khoảng cách lớn, nhưng đừng bao giờ quên nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống của con. Và luôn nhớ điều quan trọng nhất, tin tưởng. Đừng để ý đến những giọng nói tiêu cực, những người tìm mọi lý do để phớt lờ những gì cha đang nói với con. Họ từ chối lời cha và đã mất lòng tin vào cha. Hãy chọn ở gần bên cha, tạo khoảng cách giữa con và những người bạn nói tốt trước mặt con nhưng lại bí mật âm mưu chống lại con. Họ không muốn thấy con hạnh phúc và sẽ làm bất cứ điều gì để đẩy con xa cha. Hãy nhớ, khi con gặp khó khăn, hãy quay về với cha. Khi con mệt mỏi, hãy nói chuyện với cha. Bất cứ khi nào con có câu hỏi hoặc cần gì, cha luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và tràn đầy tình yêu. Mỗi buổi sáng, khi con dành thời gian lắng nghe giọng nói của cha, cha sẽ làm cho ngày của con tràn đầy bình an, yên tĩnh, sức mạnh và khôn ngoan. Cha đã nghe lời cầu nguyện của con. Điều đó mang lại niềm vui lớn cho cha khi nghe trái tim con nói rằng con cần cha nhiều như thế nào. Nếu ai đó cố gắng gây rắc rối cho con hôm nay, con sẽ ngay lập tức cảm nhận được tình yêu của cha bao quanh con, lấp đầy con. Nếu có điều gì đó làm con buồn, cha sẽ ôm lấy con, xua tan sự lo lắng và làm đầy linh hồn con với niềm vui. Những người trong cuộc sống của con sẽ kinh ngạc và tự hỏi điều gì đã làm cho con hạnh phúc như vậy. Bất kỳ ai chống lại con sẽ quay lưng và chạy khi thấy con đứng vững, không sợ hãi và không bị ảnh hưởng bởi những nỗ lực làm hại con của họ. Sẽ có một bức tường siêu nhiên của sự bảo vệ thiêng liêng bao quanh con từ mọi phía. Một đội quân thiên thần sẽ đóng trại quanh ngôi nhà của con, bảo vệ gia đình con. Hôm nay, con đã đến gần và lắng nghe cha trong nơi bí mật này, nơi con được yêu thương và chấp nhận hoàn toàn như con là một người thân yêu của cha. Con yêu dấu, cha biết rằng con không hoàn hảo. Cha đã thấy sự ăn năn chân thành trong linh hồn con. Con đang cố gắng để cho tính cách của mình được thay đổi, để thay đổi thái độ, cách suy nghĩ và cách con tương tác với người khác. Cha đã chọn con để sống một cuộc đời phước lành. Con đã trải qua những thời gian khó khăn, nhưng con sẽ không phải chịu đựng nỗi buồn và đau khổ ở mức độ đó nữa vì Thánh Linh của cha và lời cha đang ban cho con sự khôn ngoan vượt qua khả năng tự nhiên của con. Con đang học cách đưa ra những quyết định khôn ngoan và tránh bị kiểm soát bởi những ảnh hưởng gây tổn thương, những điều lấy đi sự bình an, làm tổn hại đến đức tin của con và khiến con cảm thấy không an toàn. Con yêu dấu, con đã đến với cha trong thời gian cần thiết, tìm kiếm sức mạnh và sự hướng dẫn. Hãy biết rằng cha luôn ở bên con, ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất. Khi con đứng dậy từ nơi này, con sẽ cảm nhận được sự hiện diện và sức mạnh của cha chảy qua con. Gương mặt con sẽ rạng rỡ với sự tự tin đến từ việc biết rằng cha đang ở bên cạnh con. Đôi mắt con sẽ lấp lánh với niềm vui của tình yêu cha và nụ cười của con sẽ là bằng chứng cho lòng biết ơn trong tim con. Cha sẽ ban cho con những phước lành vượt ngoài sự đo lường. Hãy đứng vững và bắt đầu hành trình của con với đức tin. Con sẽ không đơn độc trên con đường này. Cha sẽ bao quanh con với những người quan tâm và đầy lòng từ bi, những người sẽ hỗ trợ và khuyến khích con trong đức tin. Họ sẽ giúp con duy trì sự hòa hợp và đoàn kết trong gia đình. Hãy cẩn thận với những người muốn chia rẽ con khỏi những người thân yêu hoặc gieo mầm nghi ngờ trong tâm trí con. Cha biết rằng con có đức tin mạnh mẽ, ngay cả khi một số thành viên trong gia đình con gặp khó khăn trong việc tin tưởng.
trái tim con mở ra với cha và cha sẽ sử dụng con như một chiếc bình để cho họ thấy tình yêu vô bờ bến của cha và mang lại hy vọng cho họ. Cha đang ban cho con sức mạnh và can đảm để trở thành ngọn đèn sáng trong gia đình. Hãy nhận thức nhu cầu của con đối với cha và tìm kiếm sự hiện diện của cha mỗi ngày. Hãy đắm mình trong lời cha và cho phép Thánh Linh của cha lấp đầy con. Khi con cảm thấy ý chí của mình lung lay, hãy nhớ rằng con đang sống trong một thế giới đầy thử thách, nhưng luôn có hy vọng cho con và gia đình con. Hãy tin tưởng vào lời hứa của cha rằng sẽ bảo vệ, yêu thương, hướng dẫn và ban phước cho con dồi dào. Tình yêu của cha dành cho con không phải là tưởng tượng, nó thực sự và cần thiết như không khí con hít thở. Nó là một tình yêu mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn bất kỳ phép lạ nào con có thể yêu cầu. Mỗi buổi sáng khi con mở mắt, hãy tạ ơn vì cuộc sống của con và đặt tương lai của mình vào đôi tay đầy năng lực của cha. Đức tin kiên định của con là tấm gương cho người khác, ngay cả khi bị chế giễu. Con biết trong trái tim mình rằng cha là thật, rằng cha đang dõi theo con và rằng cha đang chú ý đến những nhu cầu của con. Với đức tin không lay chuyển này, con sẽ đứng dậy và sống mỗi ngày với nhận thức rằng con là con của đấng tạo hóa của vũ trụ. Hãy đi với sự tự tin, tỏa ra hạnh phúc và niềm vui. Tính cách mạnh mẽ và trái tim biết ơn của con làm cha xúc động sâu sắc. Tinh thần thuần khiết của con là phản ánh tình yêu của cha. Hãy tin tưởng và chấp nhận những lời cha dành cho con, vì lời hứa thiêng liêng của cha sẽ được thực hiện trong cuộc đời con. Đây là hành trình của sự chuộc tội, sự biến đổi và sự phong phú. Hãy giữ đôi mắt của con luôn nhìn về phía trước và con sẽ không lạc đường. Amen. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.